Từ đó mở mang giáo pháp, bốn mươi lăm hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lặn rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Phật Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sẵn Khà, dạ dạ thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính cung thỉnh đại đức cả pháp tín từ bi hoan nghỉ lên giảng bài thuyết pháp bài hôm nay về vô vi diệu pháp. Nam Mô Phật Thầy, dạ con xin được thành kính cung thỉnh đại đức pháp tín ạ. Dạ kính bạch đến Đức Pháp Tín, có nghe tiếng con không ạ? Alo, alo, cho con xin một tín hiệu. Chắc đại đức không nghe tiếng rồi, không nghe. Alo, dạ kính bạch đại đức Pháp Tín có chiếc máy không bạch đại đức? Thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính cung thỉnh đại đức pháp tín từ bi hoan hỷ lên thuyết giảng môn vi diệu pháp ngày hôm nay là Nam Mô Phật Thầy, và con xin được cung thỉnh đại đức pháp tín là dạ cung thỉnh đại đức ạ. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Hòa Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học về giáo trình sơ cấp của vô vi diệu pháp. Ở trong cái phần linh tinh ứng hiệp chúng ta còn lại ra một bài, còn lại một bài là vật hợp đồng, là vật hợp đồng. Không biết quý vị có nhớ hay không, quý vị có nhớ cái phần yếu hiệp hay không? Chắc mình quên hết rồi. Vậy thì chúng tôi nhắc lại cho quý vị nhớ cái phần mà linh tinh yếu hiệp đó, là chúng ta có thọ yếu hiệp nè, rồi đến nhân yếu hiệp nè. Thọ yếu hiệp học rồi, nhân yếu hiệp học rồi, sự yếu hiệp học rồi, rồi môn yếu hiệp chúng ta cũng học rồi, rồi cảnh yếu hiệp là chúng ta cũng học rồi. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn lại
nhà chúng ta chỉ còn lại có vật yếu hiệp thôi, là chúng ta sẽ giúp cái phần linh tinh yếu hiệp. Vậy thì để bắt đầu cho thời giảng của buổi học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang sama sambutho panawa buddhang bhavantang apikwa demi so khato panwata thammo thammang namassami subbati banno to sawaka sangho sangkhang nappami lokassa nathang varamutta mahang buddhang jak thammang jak bhagnamami sarang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và thiên tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt là xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này là đến quý cô tu nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân hạnh tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về phần cuối của linh tinh yếu hiệp, đó là vật yếu hiệp quát thúng sanh cá há. Vật ở đây đó quát thúng có nghĩa là được dùng theo những cái nghĩa, những cái sắc pháp nó có cái nghĩa là một cái chỗ hay là một cái cơ quan cho tâm thức nó nương giác. Khi mà chúng ta học ở trong cái thắng pháp tập yếu lực thì chúng ta gặp cái chữ quách thú, quách thú, ví dụ như là chắc khu quách hoặc là xô tá quách thú, thì chúng ta biết rằng là quách thú có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái chỗ nương cho tâm nó sân khởi, là cái chỗ nương cho tâm nó sân khởi. Còn đối với những cái trường hợp khác đó, thí dụ như quý vị thấy, quý vị gặp cái chữ quách thú, bê tá quách thú, là ngã quỷ sự hay là quyết ma ná quách thú, có nghĩa là thiên cung sự, thì trong cái trường hợp đó, quách thú đó nó có nghĩa là cái câu chuyện hay là cái sự kiện. Còn quách thú mà chúng ta học ở trong cái bàn này, ở trong cái tạng vi diệu pháp đó, thì chúng ta nhớ là quách thú có nghĩa là cái cơ quan hay là cái chỗ trú cho tâm pháp, cho tâm pháp có nghĩa là cái chỗ trú cho tâm đó. Vậy thì đối với vật quách thú này, chúng ta có bao nhiêu cái quách thú, chúng ta có tất cả, là 6 cái quách thú, chúng ta có tất cả là 6 cái quách thú, có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta có chắc khu quách thú là nhãn vật, xô tá quách thú là nhĩ vật, kha lá quách thú là tỷ vật, chi và ha quách thú là thiệt vật, ca giá quách thú là thân vật, há đá giá quách thú là ý vật. Chúng ta có 6 cái quách thú này, 6 cái chỗ để cho tâm nương. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái quách thú và môn đo rác, chúng ta thấy rằng nó có cái từ mà để mà mình kêu thì nó khác nhau, có nghĩa là khác âm nhưng mà chi pháp thì nó giống nhau. Thí dụ như là đối với
chắc khú quá khú, có nghĩa là nhãn vật á, thì nó cũng là sắc thần kinh nhãn. Mà đối với nhãn môn á, thì cũng là sắc thần kinh nhãn. Nhưng mà ở đây á, thì tại sao à, ở đây mà tại sao mà chúng ta thấy rằng là nó khác nghĩa, nó khác nghĩa nhưng mà nó đồng chi pháp à, nó khác nghĩa mà nó đồng chi pháp là tại sao quý vị? Tại vì á, tuy rằng à, môn và vật á, nó kêu tên nó khác nhau nhưng mà cái cách cái chi pháp á, thì nó giống nhau. Ở đây á, thì à, các ngài à, trưởng lão á, các ngài nói rằng là do ở trong mỗi cái trường hợp nó khác à, ở trong mỗi cái trường hợp nó khác. Thí dụ như là vật khi nào mà nó làm chỗ nương à, cho tâm à, sanh lên thì coi như là lúc đó là mình kêu nó là vật. Căn cứ à, căn cứ địa à, rồi khi nào mà nó thu bắt cảnh à, nó thu bắt cảnh thì chúng ta gọi nó là môn. Mà khi nào mà nó thu bắt cảnh thì chúng ta gọi nó là môn. Còn khi nào mà nó làm chỗ trú à, cho tâm sanh khởi thì coi như là lúc đó à, chúng ta gọi là vật. Thì các vị trưởng lão, các vị có cái thí dụ, chúng ta thấy nước á, thì nó giống nhau, nhưng mà chúng ta có nước để uống, có nước để tắm, có nước để dùng để tẩy rửa à, cái này cái kia, nhưng mà chung quy lại à, nó là nước à, chung quy nó lại nó là nước. Thì cũng vậy, những cái sắc thần kinh à, nó có khi thì chúng ta gọi là vật, có khi chúng ta gọi nó là môn à, do chúng ta tùy theo cái trường hợp mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta đặt tên là chúng ta kêu gọi đó. Vậy thì trở lại với đề tài thì ngày hôm nay là chúng ta học về à, nhãn, về à, vật yếu hiệp à, quách thú à, săn ngá hát. Vậy thì à, chúng ta đã biết được giữa vật và môn nó khác nhau như vậy, nó đồng chi pháp, nhưng mà do cái lúc mà nó làm cái việc đó à, thì nó tên khác à, lúc nó làm cái việc kia thì nó có à, tên nó khác đó. Thì chúng ta chỉ cần nắm bắt à, ngay chỗ này. Vậy thì chúng ta có mấy vật? Chúng ta có tất cả là 6 vật. Đầu tiên là nhãn vật, chắc khú, quách thú. Có nghĩa là như thế nào? Con nhãn vật này đó, hay còn gọi nó là cái sắc thần kinh nhãn. Nhãn mà như chúng ta đã học rồi, sắc thần kinh nhãn á, thì nó nằm ở đâu? Sắc thần kinh nhãn nó nằm ở đâu? Không phải nó là toàn bộ con mắt thịt của mình à, quý vị nên nhớ, không phải nó là toàn bộ con mắt thịt của mình, mà nó chỉ là một cái tinh chất à, ở trong tứ đại. Có nghĩa là nó nằm sâu ở trong con mắt mình đó. À, nó nằm sâu ở trong con mắt mình. Cái điều này á, là quý vị thấy rằng á, ví dụ như những người mà người ta bị khiếm thị, có nghĩa là người ta bị mù á, thì người ta cũng có con mắt như mình, cũng có tròng trắng, tròng đen. Nhưng mà tại sao người ta không thấy đường? À, tại sao người ta không thấy đường? Tại vì người ta không có sắc thần kinh. À, chứ người ta cũng vẫn có con mắt. Quý vị vẫn thấy à, tròng trắng, à, tròng đen của họ. Nhưng mà họ không thấy đường là tại sao? Tại vì họ không có cái sắc, à, cái tinh chất à, của tứ đại. Có nghĩa là cái sắc thần kinh nhãn đó, à, cái nơi mà nó thu bắt à, những cái cảnh của nó. Đó thì chúng ta phải hiểu à, về cái điều này. Vậy thì thần kinh nhãn là nó nằm ở bên trong cái con mắt thịt. À, các vị à, trưởng lão, các vị nói rằng là nó có hình dáng giống như là cái đầu của con chí à, nó có cái hình dáng giống như là cái đầu của con chí đó. Vậy thì chi pháp của nhãn vật là
sắc thần kinh nhãn, chi pháp của nhãn Phật. Quý vị nên nhớ là sắc thần kinh nhãn, rồi tâm mà sanh lên trú ở nhãn vật là hai tâm nhãn thức, là hai tâm nhãn thức. Vậy thì ở trong cái phần này đó, quý vị chỉ cần nhớ, quý vị chỉ cần nhớ nhãn vật là gì. Nhãn vật á, nó là cái sắc thần kinh nhãn. Mà cái sắc thần kinh nhãn này á, nó nằm đâu? Nó nằm ở trong cái con mắt thịt của mình. Nó là một cái tinh chất của tứ đại, nó nằm ở trong con mắt của mình. Rồi vậy thì tâm nào mà nương ở nhãn vật, đó là hai tâm nhãn thức. Hai tâm nhãn thức đó, chúng ta chỉ cần nhớ gọn như vậy thôi. Không biết là quý vị nào mà yêu thích cái môn này đó, quý vị nào mà yêu thích cái môn này á, thì chúng ta ghi gọn lại cũng được. Đối với nhãn vật là gì, nhãn vật là gì, là cái chỗ nương của tâm nhãn thức. Và cũng kính đảnh lễ thượng tọa Minh Thành. Cái nhãn vật là gì, là cái chỗ nương của tâm nhãn thức. Vậy thì nhãn vật này nó nằm ở đâu? Nó nằm sâu ở trong con mắt. Nó có cái hình dáng giống như đầu con chí đó. Rồi chúng ta chỉ cần, rồi vậy thì chúng ta chỉ cần nhớ ngắn gọn như vậy thôi. Nếu mà ai mà quen về cái cách học chi pháp thì chúng ta nhớ thêm, chúng ta nhớ thêm á, chi pháp của nhãn vật là sắc thần kinh nhãn đó, thì mai mốt chúng ta sẽ không bị lẫn lộn, chúng ta sẽ không bị lẫn lộn. Chúng tôi nghĩ rằng cái này á, quý vị chỉ cần chú ý tí xíu chú ý tí xíu là chúng tôi làm cho quý vị, chúng tôi trình bày cho quý vị nghe, quý vị hình dung ra được hết. Bây giờ á, chúng tôi nhắc lại, bây giờ thí dụ như giờ ai đó hỏi quý vị á, nói về vật có mấy vật, có 6 vật, thì trước tiên là nhãn vật. Vậy thì nhãn vật nó nằm đâu vậy, nó nằm đâu vậy sư? Nhãn vật á, thì nó nằm ở trong cái con mắt thịt của mình đó, nó nằm sâu ở trong mắt thịt của mình đó. Nó là cái tinh chất của tứ đại, nó có cái hình dáng giống như cái đầu con chí vậy đó. Rồi vậy thì chi pháp của nhãn vật ở trong kinh gọi là sắc thần kinh nhãn. Rồi sắc thần kinh nhãn này nó để làm gì vậy sư? Hoặc là nhãn vật này để làm gì vậy sư? Nó để làm chỗ nương cho hai tâm nhãn thức đó. Thì như vậy quý vị chỉ cần nhớ như vậy là coi như là mình sẽ bảo đảm, mình sẽ bảo đảm mình không có bị lẫn lộn đó. Rồi vậy thì tiếp theo là nhĩ vật xô tá quách thú. Xô tá quách thú, nhĩ vật á còn được gọi là sắc thần kinh nhĩ. Sắc thần kinh nhĩ nó cũng là cái tinh chất của tứ đại, nó cũng là tinh chất của tứ đại. Có nghĩa là nó là một cái chỗ để mà thu bắt cảnh thinh. Nó làm cái chỗ để mà thu bắt cảnh thinh, mà nó không phải là nguyên cái lỗ tai của mình, nó không phải là nguyên cái lỗ tai của mình, mà nó là nó nằm sâu ở trong lỗ tai của mình. Nó có hình như lông, những cái sợi lông của con cừu, những cái sợi lông của con cừu đó. Vậy thì chi pháp của nhãn vật cũng là sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh nhĩ. Quý vị nhớ ha. Rồi vậy thì sắc thần kinh nhĩ này để làm gì? Để làm chỗ nương, chỗ trú cho hai tâm nhĩ thức. Chỗ nương, chỗ trú cho tâm hai tâm nhĩ thức. Rồi bây giờ chúng tôi kết lại cho quý vị. Bây giờ hỏi á, ví dụ như chúng tôi hỏi quý vị á, nhĩ vật là cái gì vậy, nó nằm đâu vậy, mà nó là cái gì vậy, thì quý vị sẽ trả lời nhĩ vật á là cái tinh chất của tứ đại á, nó nằm sâu ở trong lỗ tai đó, nó có cái hình dáng giống như là những cái sợi lông của con cừu đó. Rồi vậy thì nhĩ vật này để nó làm gì vậy, nó làm gì vậy cô? Nhĩ vật này nó làm chỗ nương cho hai tâm nhĩ thức nó sanh lên.
đó. Còn vậy thì pháp nó nằm trên bản niêu, nằm chỗ nào thì mình trả lời là nhĩ vật á, là chi pháp của nó là sắc thần kinh nhĩ, là sắc thần kinh nhĩ đó. Chúng tôi trình bày đến quý vị như vậy, quý vị ráng nhớ chứ trình bày như là hết sức rồi đó. Dạ rồi, kế tiếp là tỷ vật. Vậy thì tỷ vật này á, nó còn được gọi là sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh tỷ nó cũng là tinh chất của tứ đại, nó là cái cơ quan để mà thu bắt cảnh khí, thì cái sắc thần kinh tỷ này nè, nó không phải là nguyên cái lỗ mũi của mình, mà nó nằm ở bên trong lỗ mũi, nó có giống như là cái móng chân của con dê, giống như là cái móng chân của con dê đó. Rồi chi pháp của tỷ vật này là sắc thần kinh tỷ. Vậy thì tâm nó sanh lên, nó trú ở nơi tỷ vật này, đó là hai tâm tỷ thức, Rồi vậy thì chúng tôi sẽ kết lại cho quý vị. Và ai đó hỏi quý vị tỷ vật là cái gì, kha ná quá thú, tỷ vật là cái gì, thì quý vị nói rằng là tỷ vật á, có nghĩa là cái sắc thần kinh tỷ nó nằm ở bên trong cái lỗ mũi của mình, nó là cái cơ quan để mà thu bắt cảnh khí, rồi nó có cái hình dáng như, giống như là cái móng chân của con dê đó, cái hình dáng móng chân của con dê. Vậy thì rồi ở trong bản niêu, ở trong tạng diệu pháp á, là khi mà nói về sắc thần kinh tỷ thì cái chi pháp là tỷ vật, chi pháp là sắc thần kinh tỷ. Rồi vậy thì người ta mới hỏi là sắc thần kinh tỷ này để làm cái gì, thì nó để nó làm cái chỗ trú cho hai tâm tỷ thức nó sanh lên, nó làm cái chỗ trú cho hai tâm tỷ thức nó sanh lên. Nếu mà quý vị á, mà không có cái sắc thần kinh tỷ này thì sao quý vị? Quý vị không nhận thức được mùi, không nhận thức được mùi, nó không có lấy cái gì tâm nó nương để mà nó sanh. Đó, thành ra ai mà bị hư cái lỗ mũi á, là biết là chúng ta bị hư cái sắc thần kinh tỷ rồi. Thành ra cái tâm tỷ thức của mình nó không sanh lên được, nó không có ngửi được, thành ra giống như là mình bị cái không có nhận thức được cái mùi đó, là chúng ta không có nhận thức được cái mùi. Chú Phan Quang Liêm này chắc là do bệnh thoát mớ hả? Thời em bệnh thoát mớ ra nó đưa cái webcam lên. Đó thành ra chúng ta nhớ, chúng tôi trình bày cho quý vị nghe rồi, chúng tôi đã kết lại rồi đó. Không phải chú Phan Quang Liêm, xin lỗi nha. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo là thiệt vật. Thiệt vật có nghĩa là gì? Thiệt vật á, còn gọi là sắc thần kinh thiệt. Nó cũng là cái tinh chất của tứ đại, mà nó là cái cơ quan để mà thu bắt cảnh vị. Nó là cái chỗ á, để mà thu bắt cảnh vị. Vậy thì thần kinh thiệt này á, nó không phải là nguyên một cái lưỡi. Mà nó là nằm ở trong cái lưỡi, nó có cái hình thức hay là hình dáng giống như là cái đầu lông nhím, rồi vậy thì chi pháp của thiệt vật là sắc thần kinh thiệt, và nó làm cái chỗ trú cho hai tâm thiệt thức sanh lên, hai tâm thiệt thức nó sanh lên. Rồi vậy thì
Nếu mà ai mà hỏi quý vị thiệt vật là cái gì vậy, thì mình trả lời thiệt vật á là cái sắc thần kinh thiệt, nó nằm ở bên trong cái lưỡi, nó nằm ở bên trong cái lưỡi. Rồi ở các vị trưởng lão á, mô tả đó là nó có cái đầu nó nhọn, nó giống như là những cái sợi lông của con nhím, giống như là những cái sợi lông của con nhím. Rồi cái sắc thần kinh thiệt này nè, nó làm cái chỗ nương cho hai tâm thiệt thức sanh lên, nó làm cái chỗ nương cho hai tâm thiệt thức nó sanh lên. Thì nếu mà mình mà bị phá hủy đi cái sắc thần kinh thiệt này rồi, thì coi như là chúng ta không nếm được vị, chúng ta không có nếm được vị mặn hay là vị chua hay là vị ngọt, chúng ta không có nếm được vị đó. Thì chúng ta nhớ cái này thì chúng ta học á, chúng ta đừng có thuộc về cái danh từ quá. Chúng ta chỉ cần khi mà chúng ta học là chúng ta chú ý, rồi chúng ta chỉ cần là hình dung lại những gì mà mình đang học á, nó có nằm ở trong mắt tai mũi lưỡi của mình hay không, nó có nằm trong đó hay không. Rồi nếu mà nó nằm ở đâu, thì nhờ như vậy mà quý vị thuộc bài, nhờ như vậy đó mà quý vị thuộc bài đó. Chứ nếu mà quý vị mà hồi như chúng tôi hồi xưa đó mà chúng tôi ngồi chúng tôi học, ráng cố gắng học thuộc lòng nha, tỷ vật kha ná quách thú, thiệt vật chi quá hao quách thú, rồi thiệt vật chi pháp nó là sắc thần kinh thiệt đó. Thì nếu mà mình ngồi mà mình học thuộc lòng vậy đó, mà mình không quan sát, không quán coi nó nằm ở chỗ nào, thì coi như là mình cứ học. Tại vì hồi đó thật sự ra chúng tôi cũng thú thiệt với quý vị, chúng tôi vào tu á thì lúc đó là 25 tuổi rồi, một lớp một ngày á phải vừa học kinh tụng nè, rồi vừa học chi pháp nè, rồi vừa học thuyết giảng nè. Thành ra quý vị biết không, là coi như là học lúc đó giống như là đối phó vậy đó. Bây giờ mà kêu mình đi á, mà mình không thuộc kinh á, kêu mình đi tụng kinh cầu an cầu siêu á, mình không thuộc kinh á, thì cũng mắc cỡ. Rồi không thuộc bài á, thì giáo thọ sư á, ngày thầy siêu, ngày la vũ á, và thành ra rồi không thuộc bài á, thì ngày la. Rồi không có chịu học những cái tích truyện hoặc là những cái ý nghĩa đó thì cũng bị la. Thành ra quý vị biết không, là coi như là cái tâm lý của chúng tôi là lúc đó học để đối phó, học để đối phó. Giờ mình lớn rồi mình vô mình đắp y, tự nhiên cái giờ tôi lại tôi kêu mình đi tụng kinh cầu an cầu siêu của mình không thuộc cái gì hết. Rồi mình học có ngày nào lên bảng cũng bị la, ngày nào lên lớp lên bảng trả bài cũng bị la. Thành ra lúc đó cái tư tưởng của chúng tôi là phải học cho thuộc đi, đừng có bị la đó. Thành ra ở trong cái lúc đầu nó là như vậy, mà khi mà quý vị biết rằng á, mà mình cố gắng mình học cho thuộc á, là coi như là nó khó thuộc, giống y như là người ơi khi cố quên thì lòng càng nhớ thêm đó. Có nghĩa là mình ráng mình học cho thuộc á, thì nó lại quên. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì mình không hiểu, mình không chịu ngồi đó mình hình dung ra, hoặc là mình quán coi cái này nó nằm ở đâu, mình học nó nằm ở đâu, phải là nó nằm ở bên trong thân của mình hay không, hay mình đang học về những cái chuyện mà nó thuộc về xã hội học mà, hoặc là nghiên cứu học gì đó đó. Thì tại vì mình không có suy nghĩ, không có quan sát, mà lúc đó do mình sợ sệt quá nhiều, mình phải ráng cố gắng mình học thuộc bài thôi đó. Thành ra thuộc rồi quên. Hôm đó thì tới cái giờ học đó thì phải ráng cố gắng thuộc nha, rồi lên rồi xong rồi trả bài xong rồi nhẹ nhõm người, rồi coi như là chữ nghĩa nó cũng nằm y ở trong cái quyển, chứ nó cũng không có nằm ở trong đầu của mình đó. Chính vì vậy đó mà phải học đi học lại. Còn ngày hôm nay đó thì do chúng tôi lấy gom chung lại những gì mà trước kia chúng tôi đã trải qua, là chúng tôi đem lên chúng tôi trình bày quý vị.
hãy mà mình học về cái gì đó thì mình quán xét coi nó nằm ở đâu, ở trên thân thể của mình, rồi để mình nhớ, để mình hiểu. Đó, tiếp theo là thân vật. Thân vật thì cái chỗ này nó hơi khó hơn, có nghĩa là thân vật á, nó là cái sắc thần kinh thân, sắc thần kinh thân, nó cũng là cái tinh chất của tứ đại, nhưng mà nó nằm khắp ở trên cơ thể của chúng ta, nó nằm khắp ở trên cơ thể của chúng ta luôn đó quý vị. Đó thì quý vị thấy rằng chỉ trừ ra đó, khi mà cái móng tay chúng ta mà nó dài á, ở đầu móng tay thì không có, hoặc là ở đầu ngọn tóc thì nó không có, nó không có thần kinh thân thôi, chứ ngoài ra những cái chỗ khác nó có hết quý vị. Nếu mà cái sợi tóc của chúng ta đó mà có thần kinh thân á, là khi mà chúng ta cắt tóc là chúng ta chịu nổi đâu. Đó, quý vị thấy móng tay của chúng ta không, khi mà chúng ta cắt mà phạm vô cái coi, rồi nó đau nín người đó. Nhưng mà mình cắt móng mà nó không có phạm như vào da, không có phạm thì coi như là mình không có bị gì hết. Nó mà nó không có bị gì hết đó quý vị. Đó, một cái điều á là nó cái mình căn cứ vào những cái điều này thì mình biết cái chỗ nào mà mình đụng vô và mình xúc chạm mà mình biết cứng mềm, nóng lạnh, đó, hoặc là có cái sự mà di chuyển vân vân, thì coi như là chúng ta biết được là chỗ đó có sắc thần kinh thân. Đó, cái này thì nó trải ở trên khắp cái thân của mình, khắp thân của mình hết, chứ không phải là nó chỉ có nhất định ở một cái chỗ nào không, thì cái đó không phải. Đó, vậy thì chi pháp của sắc thần kinh thân á, chi pháp của thân vật là sắc thần kinh thân, sắc thần kinh thân. Vậy thì sắc thần kinh thân này để nó làm gì vậy, để chi vậy? Để nó làm chỗ nương cho hai tâm thân thức sanh lên, là sắc thần kinh thân. Khi mà nó làm thân vật á, là nó làm cái chỗ để cho hai tâm thân thức nó sanh lên. Đó, vậy thì quý vị thấy rằng cái sắc thần kinh thân này, hoặc thân vật này, nó nằm khắp ở trên cái người của chúng ta, nó nằm khắp ở trên cái người của chúng ta, rồi nó làm cái chỗ mà để mà cái chỗ nương, cái chỗ nương cho hai tâm thân thức nó sanh lên. Đó là chúng ta nhớ cái điều này. Chúng tôi cũng mong rằng cái sự trình bày của chúng tôi làm cho quý vị hiểu và quý vị nhớ bài. Chứ nếu mà mình học mà mình học thuộc lòng thì hơi khó, mình học thuộc lòng rất là khó nha. Thành ra chúng ta cố gắng, chúng ta cố gắng lên. Đó, rồi vậy thì đến cái thứ sáu, ý vật. Ý vật thì thường thường á, quý vị thường thường á là quý vị sẽ có cái cụm từ là há đá giá quách thú. Há đá giá quách thú thì há đá giá quách thú này á là nó nằm chỗ nào ở trong cơ thể của mình, thì coi như là một số vị cho rằng đây là sắc cái tim, có nghĩa là một chút máu nó nằm ở trong cái hốc trái tim, nó nằm trong hốc trái tim. Còn đối với ở trong thời Đức Phật thì Đức Phật dùng cái cụm từ là văn ru băng nít sa giá, có nghĩa là tâm nương nơi sắc nào thì nơi đó gọi là vật. Tâm nương nơi sắc nào thì nơi đó gọi là vật. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng ngay chỗ cái ý vật này nè, sắc ý vật này nè, chúng ta phải khéo thêm một chỗ nữa, là có nghĩa là cái chỗ nào mà nó làm cho tâm ý mình sanh khởi, cái ý của mình nó nương cái chỗ đó sanh khởi, thì cái sắc đó gọi là sắc ý vật. Có vị thì chỉ sắc ý vật là một chút ngần máu nó nằm ở trong cái hốc của trái tim. Nhưng mà ở trong thời Đức Phật thì Ngài nói rằng là cái nơi nào mà làm cái chỗ nương cho ý nó sanh lên
thì cái đó gọi là sắc ý Phật. Đó thì ở trong thời Đức Phật thì ngài nói như vậy. Vậy thì chúng ta lấy cả hai nghĩa, hỏi là ý Phật có nghĩa là gì, thì mình nói rằng là ý Phật có nghĩa là một cái sắc nằm ở trong hốc trái tim, nó nằm ở trong hốc của trái tim đó, hoặc là những cái ngần máu nhỏ ở trong trái tim đó, thì cái chỗ đó gọi là sắc ý Phật, cái chỗ đó gọi là sắc ý Phật. Còn chúng ta hiểu thêm một nghĩa nữa, nếu mà ai mà nói thôi mình theo cái câu mà Đức Phật nói, cái chỗ nào làm cái chỗ nương cho ý sanh lên thì cái chỗ đó gọi là sắc ý Phật, thì chúng ta thuộc luôn hai cái, chúng ta thuộc luôn hai cái, thì ai nói cái nào chúng ta cũng chấp nhận, chúng ta đừng cãi, tại vì hai cái này thì hai cái câu nói này thì cũng được các vị trưởng lão chấp nhận, chư tăng cũng chấp nhận, thành ra chúng ta cũng không có cần cái gì mà để bàn cãi, để cho nó khó khăn. Rồi vậy thì sắc ý Phật này nó làm chỗ nương cho những cái tâm nào sanh lên, thì quý vị thấy rằng hồi nãy giờ là mình học là hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, hai tâm thiệt thức, hai tâm thân thức. Rồi chúng ta trừ ra 10 cái tâm đó, chúng ta trừ ra 10 cái tâm đó là 121 tâm, 121 tâm chúng ta trừ ra còn 10 tâm thì còn 111 tâm là nó nương chỗ này nó sanh lên, nó nương sắc ý Phật. Mình nói chung chúng ta nói chung nói chung là nó là coi như là nó làm chỗ nương cho 111 tâm, mà còn lại khi mà chúng ta trừ cái ngũ song thức ra đó, đó. Rồi quý vị thấy rằng đó là chúng ta đã học về sáu vật. Vậy thì đối với sáu vật này đó thì ở trong cái cõi dục giới nè, ở trong cái cõi dục giới hay là cái cõi ngũ uẩn này nè, cái cõi mà chúng ta đang ở, cái cõi mà chúng ta thường học đó, thì nó có đủ sáu vật, nó đủ sáu vật, nhưng mà trừ ra những cái trường hợp những người mà bị khiếm thị thì chúng ta còn năm vật thôi. Cái đó là không phải là chúng ta tính nhất thiết, nhưng mà chúng ta phải biết rằng có những cái trường hợp nó đặc biệt, nó ngoại lệ. Có những người người ta bị hư cái lỗ tai, bị điếc á, có người thì người ta bị hư con mắt thì coi như là nó còn có năm vật thôi. Có người thì coi như là người ta bị hư cái lỗ mũi, cũng như ở trong thời nay quý vị thấy rằng có những người bị bệnh về cái lỗ mũi rất là nhiều, họ không ngửi mùi được, hoặc là bệnh về cái lưỡi rất là nhiều, họ không có nếm vị được, thì những cái trường hợp đó là những cái trường hợp đặc biệt, chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới thấy được cái lúc mình tục sanh á, mình tục sanh á, mình thiếu một cái vật nào ở trong sáu vật này, còn ngoài ra đó thì các cái người khác người ta không thấy được, không có thấy được cái chỗ này. Quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta mang thai, người ta mang thai lỡ người ta ăn cái chất gì đó, người ta ăn nhầm, thí dụ như là không biết là người ta ăn cái chất gì đó nó ảnh hưởng tới bào thai, nó mới làm chậm phát triển một cái vật nào ở thai nhi, thành ra đó khi mà cái thai nhi đó sanh ra đời nó bị khiếm khuyết một trong sáu cái vật mà chúng ta vừa học. Hoặc là khi mà cái thai nhi nó sanh ra rồi nó cũng đầy đủ các giác quan, nhưng mà trải qua một thời gian bị bệnh đậu mùa, bị bệnh ban này ban kia, ban khỉ ban gió gì đó, rồi gia đình không có chữa trị kịp, thành ra nó cũng ảnh hưởng đến một cái giác quan nào đó, nó hư đi một cái giác quan. Thì trong cái trường hợp đó là chúng ta thấy rằng là do một cái bất thiện nghiệp nó xen vào, chứ không phải là cái người đó ở trong cái cõi ngũ uẩn này mà bị thiếu đi một vật, thì cái đó không phải, cái đó là do cái tai nạn. Còn nếu mà mình nói ở trong kinh thì là do nghiệp bất thiện nó xen vào, nó cắt đứt cái thiện nghiệp của người đó.
Vậy thì ở trong cõi dục giới có đủ sáu vật, còn ở trong cái cõi mà sắc giới hữu tưởng thì chỉ có ba vật thôi. Có nghĩa là những cái vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới hữu tưởng do các vị đã tu tập ly dục, ly các ác bất thiện pháp, thành ra các ngài chỉ còn có nhãn vật là mắt, nhĩ vật là lỗ tai và ý vật thôi. Còn nói về cái sự ngửi mùi thì các ngài không còn, hoặc là nếm vị các ngài không có còn, hoặc là cái sự xúc chạm các ngài không có còn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng các ngài vẫn còn cái miệng, vẫn còn cái lỗ tai giống như chúng ta, nhưng mà không có những cái vật này thôi. Các ngài cũng có cái thân giống y như vậy, nhưng mà không có những cái thần kinh thân. Có nghĩa là đó là do cái thiền định của các ngài đã ức chế những cái dục mà về những cái giác quan đó. Ví dụ như chúng ta, do chúng ta không có ức chế, chúng ta không có thiền định, không có ly dục, không có ức chế được, thành ra chúng ta vẫn thích thú về món ăn, vẫn thích thú về cái sự ngửi mùi, vẫn thích thú về những cái cảnh nhung lụa mềm mại. Còn các vị mà phạm thiên sắc giới là do các vị đã ức chế được những cái phiền não, ly dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó. Thành ra các ngài không có còn thích thú trong cái sự ăn uống ngửi mùi xúc chạm như chúng ta nữa. Chứ nhưng mà các ngài vẫn có cái thân đàng hoàng. Chúng ta có nhiều người bị lầm cái chỗ này, tưởng không có ăn uống chắc không có còn cái miệng, không phải, vẫn có cái miệng đàng hoàng. Nhưng mà những cái cảm giác gì mà để mà cho các ngài ăn uống mà thích hoặc là không thích rồi đó thì các vị đó không có, các vị đó không có như vậy đó. Vậy thì ở cõi cõi sắc giới thì có ba vật, nhãn vật, nhĩ vật và ý vật. Còn ở trong cái cõi mà vô tưởng và vô sắc thì không có vật nào hết. Ở trong cái cõi vô tưởng và vô sắc thì không có vật nào hết đó. Vậy thì đối với những cái tâm mà trú ở các cái vật thì như hồi nãy chúng ta học là mỗi cái đôi thức, có nghĩa là ở trong cái ngũ song thức thì nó trú nhất định rồi, nó trú nhất định rồi. Có nghĩa là quý vị thấy rằng hai tâm nhãn thức thì nó trú ở nhãn vật để mà nó sanh lên, rồi nhĩ thức thì nhĩ vật, rồi tỷ thức thì tỷ vật, thiệt thức thì thiệt vật, thân thức thì thân vật, rồi còn lại ý, còn lại ý vật, những tâm còn lại, những tâm còn lại, những tâm còn lại đó thì nhất định, nhất định thì coi như là hai tâm sanh nè, chúng ta nhất định chúng ta có hai tâm sanh, hai tâm sanh thì nhất định là nương ở ý vật rồi. Ba ý giới, ba tâm quan sát, tâm sinh tiếu, 15 tâm sắc giới, rồi năm tâm sơ đạo đều nhất định trú ở sắc ý vật. Còn bất định là chúng ta có 70 tâm, 8 tâm tham, 2 tâm si, tâm hướng y môn, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 4 thiện vô sắc, 4 tố vô sắc, 35 tâm siêu thế. Thì những cái này để chúng tôi trình bày cho quý vị nghe là thế chi, để chúng ta chỉ cần, thì chúng ta đã lược lại rồi, lược lại rồi là coi như là trừ cái phần ngũ song thức ra. Tại vì ngũ song thức thì nó có cặp hết rồi. Cặp nhãn thì nó ở nhãn vật, nó trú nhãn vật. Cặp nhĩ thì nó trú ở nhĩ vật. Thì chúng ta có 121 tâm, là chúng ta trừ ra ngũ song thức là trừ ra 10 tâm, thì còn lại 111 tâm. 111 tâm này thì nó nương theo ý vật để mà nó sanh lên. Thì ở trong 111 tâm là có những tâm là coi như là nhất định, nhất định là nó phải nương ý vật. Còn những cái tâm mà bất định thì là tại sao?
là tại vì có lúc á, là nó lúc nào nó sanh lên thì nó nương, còn có những lúc là nó cũng không có sanh lên nào thì nó không có nương. Thành ra mình đưa qua ở bên cái phần gọi là cái phần mà bất định đó. Vậy thì còn đối với bốn tâm quả vô sắc thì không có trú ở vật nào hết, là không có trú ở vật nào hết đó. Rồi cái bài vật hợp đồng này nó cũng không có gây khó khăn cho chúng ta nhiều, nên chúng tôi trình bày được một cái thời giảng này mà hết được cái phần vật yếu hiệp. Vậy thì tóm lại ở trong cái bài học này á, chúng ta chỉ cần nhớ cái gì quý vị? Nếu mà nói về vật quách thú thì chúng ta có 6 vật: nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật đó. Rồi đối với 5 cái đầu á thì nó làm cái chỗ nương cho ngũ song thức. Rồi còn lại chỉ có ý vật thì chúng ta lấy 121 tâm ra, chúng ta trừ 10 cái tâm đó ra còn 111 tâm thì nó đều nương ở ý vật đó. Nó rất là gọn. À, thành ra cái bài này á, chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi trình bày là hết sức rồi đó, không có còn cách nào mà để cho quý vị dễ nhớ dễ hiểu hơn. Thành ra quý vị ráng quý vị quán xét từ từ là mình sẽ nhớ mình hiểu. Vậy thì chúng tôi xin được dứt lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong những ngày quý vị được an vui, thánh hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì Phật pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn là các vị Long Vương, Càn Pháp Bà, Ngã Quỷ, A-tu-la, những chúng sanh già so, những chúng sanh khuất mặt khuất mài, chư thiên chúa Diêm Vương cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài đều hưởng đồng nhau cả thảy. Nam Mô A Di Đà. Dạ, sa thu lần thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính trần đại đức pháp tín đức từ bi hoan hỷ thuyết giảng một biểu pháp về vật yếu hiệp hôm nay cho chúng con được hiểu. Dạ, chúng con xin được thành kính trần đại đức pháp tín. Và thay mặt đại chúng trong rung một lần nữa, con sẽ được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để chúc phúc cho rung sau khi nghe pháp. Nam mô Phật Thà Giá. Và con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh ạ. Phật tu bẩm mangalang rakhan tu sappe de vata sabba buddha nu va ve na sada sati phawan tu ke Phật tu bẩm mangalang rakhan tu sappe de vata sabba dhamma nu va ve na sada sati phawan tu ke Phật tu bẩm mangalang rakhan tu sappe de vata sabba sangha nu va ve na sada sati phawan tu